top kem chống nắng cho từng loại da chơi hệ treatment. Thì mọi người biết rồi đấy, kem chống nắng là một vật bất ly thân đúng không? Đặc biệt là với những cô nàng nào đang công cụ treatment thì từng loại da sẽ cần những em chống nắng khác nhau, những em chống nắng kiềm dầu nè, hoặc là bổ sung thêm dưỡng chất cho làn da của chúng ta. Vậy thì ngày hôm nay Suka sẽ giới thiệu đến mọi người một số loại kem chống nắng dành cho từng loại da khác nhau nha. Đầu tiên là với những cô nàng nào có làn da dầu siêu dầu thì Suka muốn recommend cho các bạn bốn loại kem chống nắng sau đây. Chúng ta có Helioke ở đây, thì em này sẽ là dạng gel lỏng nha, cực kỳ phù hợp với cô nàng nào có làn da dầu luôn. Sản phẩm kem chống nắng thứ hai đến từ nhà mặt Si Đầm dạng cream nha, thấm nhanh nè. Còn em màu vàng vàng này á sẽ là Inmay 32 cộng thì sẽ ít dưỡng chất hơn, phù hợp với những cô nàng có làn da dầu. Và cuối cùng mới là em Nelva này đang hot rần luôn đúng không? Thứ hai là dành cho những cô nàng nào có làn da thừa và da ít dầu ha. Thì ở trên tay Suka đó chính là ba em kem chống nắng ha. Đầu tiên thì chúng ta có của nhà DBH nè. Thứ hai thì chúng ta có Helioke dòng Flut, và cuối cùng đó chính là em kem chống nắng Meso Aesthetic này ha. Tất cả những em này đều là kem chống nắng có độ quang phổ rộng và chống nắng siêu 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 đỉnh luôn. Em này thì được trước Suka có review rồi nè. Cuối cùng đó chính là với những cô nàng có làn da khô siêu khô luôn ha. Thì Suka sẽ recommend mọi người ba dòng chống nắng sau đây. Đầu tiên đó chính là em kem chống nắng Helioke dòng Mineral này. Thứ hai thì chúng ta có em kem chống nắng của nhà Inmay SPF là 50 ha, thì em này sẽ có nhiều dưỡng chất hơn cái dòng 32 mà hồi nãy Suka vừa đề cập tới. Và cuối cùng đó chính là em kem chống nắng của nhà Q. Và đó cũng chính là tổng hợp những loại kem chống nắng phù hợp cho từng loại da. Còn bất cứ điều gì cần tư vấn thêm thì cứ nhắn tin cho Suka nha.